Chào các em, đây là anh Tài đây. Bây giờ đang phát hành từ mà Đà Nẵng đó. Xong rồi kế bên em có thằng mà Ngọc đó. Chào bà con Ngọc. Chào mọi người, mình là Ngọc. Ok, thì mình mới nói chuyện vụ mà cách đây có 1 tiếng 2 tiếng vậy đó. Mình nói vụ đó là em ngồi đó, em nói em muốn đi hỏi anh. Rồi xong rồi đó là anh nói rằng đó là em thắc mắc em trong cái bữa trò chuyện anh với bên thầu đó. Thì đó, em muốn thắc mắc thì em hỏi. Thì bây giờ mình ra mình gặp, anh vừa nói xong đó, mình ra mình gặp nhà thầu đó, đúng không? Được. Không, thì nó bán gạch đá phải không? Được. Thì em chia sẻ cái trải nghiệm của em để cho mấy người ta hiểu. Thì khi mà anh Tài với em nói chuyện xong, kia anh Tài đến công trình để gặp với cái đơn vị mà bán đá. Thì em cũng tới đấy, và em cũng tới công trình, và em cũng đứng để nghe cuộc trò chuyện giữa anh với lại là bên thầu đó. Thì khi mà trong cái lúc nghe, thì tại vì em vừa được anh Tài chia sẻ cái việc là em muốn hỏi gì thì em cứ hỏi thôi. Đấy, thì em đứng nghe, em tự đặt trong câu hỏi trong đầu mình là ô, bây giờ là khi mà cái bên anh Tài với bên thầu chia sẻ thông tin qua lại nhau thì mình nên hỏi cái gì đây? Nên hỏi gì đây? Thì tại lúc đấy trong đầu em tự nhiên không biết mình nên hỏi cái gì. Ok. Đó. Thì là em thiệt tình không biết nên hỏi cái gì, hay là không dám hỏi, hay là không biết hỏi. Tại vì em có là chuyên gia vụ mà gạch đá không? Dạ không. Em có biết gì vụ gạch đá không? Không. Em có biết cái gì mà gạch tốt hay là gạch xấu, hay là đá tốt hay là đá xấu không? Dạ không. Em không biết gì mà em cũng không biết hỏi gì luôn. Dạ. Thì cái đó cho nên anh thấy cái đó rất là lạ đó. Dạ. Tính nghĩa là như cái lúc đấy đi, là khi mà anh cũng gần kiểu là cái đơn vị đấy, là bây giờ nó chỉ trả lời câu hỏi cuối cho anh ấy. Là cái câu hỏi là không biết là lý do là sao mà anh Tài cần lựa chọn nó, muốn lựa chọn, nên lựa chọn bên đấy hoặc không lựa chọn bên khác. Đấy, thì tại thời điểm đấy thì tự nhiên cái lúc đấy của em nha, em đánh giá là ok, bây giờ mình hỏi cái câu là thế thì cái gạch này nó tốt ở đâu, nó có cái gì tốt, thì nó tốt hơn so với lại các cái gạch khác ở cái điểm nào, hay là ấy. Thì khi mà em lúc đấy em định câu hỏi đấy, thì tự nhiên có một cái nó chặn lại là ủa, nhưng mà bây giờ người ta, có khi người ta đã giải thích cho anh Tài hết một loạt thời gian rồi, vấn đề là cái gạch, cái chất lượng tốt ở chỗ này, bây giờ mình hỏi lại, nó lại phải mất thêm một khoảng thời gian xa để người ta lại giải thích lại luôn từ đầu là tốt như nào. Mình sợ nó tốn cái khoảng thời gian đấy, vì mình đang đứng ở bên ngoài trời nắng, tại vì lúc đấy cái ok thì nó cũng có lý. Dạ. Nó cũng có lý. Dạ. Mà cho anh á, cái lý do mà anh làm thêm cái video thứ hai vụ mà em không hỏi gì hết á, không? Dạ. Là tại vì á, là em đã sống quen trong cái văn hóa Việt Nam mình á, là đã cấm bà con hỏi. Dạ. Bởi vì em muốn học hỏi, em muốn phát triển bản thân em đi. Cái thực tế đó, không? Dạ. Em ở trong cái môi trường ở Việt Nam á, nó rất là khó. Dạ. Tại vì cái môi trường, cái văn hóa, không phải luật pháp nha, luật pháp nó khác. Dạ. Còn cái văn hóa Việt Nam mình nó cấm mình hỏi. Dạ. Thì làm sao em học hỏi được? Em muốn ra ngoài đời, em muốn học hỏi. Dạ. Mà em đang ở trong cái văn hóa đó mà nó cấm mình học hỏi. Dạ. Nó cấm mình hỏi. Cái văn hóa, đúng rồi, chính xác. Bởi em mới nói rằng là tụi em cứ hỏi là đi theo anh học hỏi đó, bông. Mà thực tế tụi em đi theo anh học hỏi không được. Tại vì tụi em cũng đâu có hỏi đâu. Dạ. Không, như mình nói cái thực tế đi. Hết chơi mấy cái video mà anh em mình làm đó. Dạ. Ok, hết chơi mấy cái video mình làm đó. Dạ. Thì nhiều đứa nó ghi cái bình luận đó, bông, là nó cảm ơn em hỏi này, em hỏi như nhờ Ngọc có hỏi này hỏi kia xong nó mới học hỏi được. Thì em nói thiệt chứ đi. Thì cái đấy là những cái video đấy là anh Tài kêu em ghi lại cái câu hỏi đó. Xong đến cái thời điểm đấy là em thì nói lại ra thôi. Chứ không. Mà phải cái thực tế đó em có hỏi anh gì không? Dạ không. Em đi theo anh hết mấy tháng nay em có hỏi gì không? Dạ không. Không có. Dạ. Thì em muốn đi theo anh để học hỏi. Mà em đi theo anh đó mà em không hỏi gì hết thì em có học hỏi được không? Dạ không. Đúng rồi, học hỏi chứ không phải là mà không trực tiếp hỏi thì đúng là không học hỏi được cái gì cả. Em học được gì vậy? Đó.
rồi không hỏi để mình lấy được cái thông tin thì như em mà nói rằng là em ngồi nói chuyện vụ gạch đá trên tiếng đồng hồ mà em không có câu hỏi gì hỏi bông là anh thấy rất lạ, em không biết gì vụ đá hết trơn. Em ngồi đó em lắng nghe người ta nói chuyện vụ đá mà em không có hỏi gì trơn. Vì là một á là em không dám hỏi thì cái đó cũng không tốt, tại vì đó là cái tư duy nghèo mạt, cái đó là cái tư duy của cái người đàn ông ốm yếu. Thì em có tập luyện cái người đàn ông mạnh mẽ không? Không. Không, em có tập luyện thế là không tập luyện người đàn ông mạnh mẽ. Còn cái thứ hai đó em không dám hỏi là tại vì là em không phải là chủ đầu tư, hay là em trẻ tuổi quá, hay là em không phải là cái người mà hẹn gặp cái đơn vị mà bán đá đó, phải không? Thì đó là thì em đi theo anh làm gì? Mà em nghĩ coi mấy đứa mà nó đang lắng nghe cho anh liền bây giờ đó thì nó cũng nghĩ rằng đó, mẹ thằng Ngọc nó ngu chết mẹ luôn, nó phải mình có ngồi đó đi theo anh tại mình sao hỏi anh tối ngày luôn. Thì em nghĩ nó có hỏi không? Cũng như em thôi. Ừ, nó cũng đâu khác gì đâu. Mà nó không biết tại cái tôi nó lớn quá, nó nghĩ rằng là em ngu dại, đúng không? Em không biết ăn nói, em không biết hỏi. Mà cái thực tế là nó là cái gì? Nó là cái văn hóa đó. Nó là cũng y chang gì luôn. Nó như thế. Cái đứa mà đang suy nghĩ đó liền bây giờ đó, nó cũng làm y chang như em cũng. Anh mà bỏ nó trước mặt anh đó, nó cũng làm y chang gì đó. Nó không hỏi, nó không đặt câu hỏi ra. Ừ, tại vì là nó cũng không dám luôn. Đó. Thì như em đang ngồi anh liền giờ nói chuyện với anh ha. Đó. Mình đang ngồi để trò chuyện phải không? Đó. Mà cái thực tế nó chỉ nói một đường, một chiều thôi. Thì thực tế là anh chia sẻ. Chứ anh đâu, em đâu có hỏi anh gì đâu. Ở đấy. Em cũng không hỏi anh gì. Đó. Em cũng không có nói gì. Em cũng không có đớp ý kiến gì. Em cũng không có mà giải nghĩa cái gì. Em có... Thì á là nó không khác gì á. Là em ngồi trên mạng em coi cái video của anh hả? Đó. Đúng rồi, cái... Mấy đứa ở nhà lần giờ nó ngồi nó nghĩ rằng á, mẹ tao mà có đó hả, tao hỏi anh Tài lia lịa chân á, chứ không tao không ngu dại như thằng Ngọc đâu. Mà thực tế nó cũng ngồi trang như em hả? Đó. Cái... 100 đứa mà nó đang ngồi coi cái video lần giờ ở nhà đó, nó nghĩ rằng á là mẹ tao mà có đó hả, chứ mặt anh Tài hả, tao sao hỏi anh ngàn câu hỏi luôn chứ đừng á, tao không ngu dốt như Ngọc đâu. Mà cái thực tế là gì? Cái thực tế là không có. Cái thực tế là hết 15 năm nay có thằng nào nó ngồi trước mặt anh mà nó hỏi anh gì đâu. Ồ. Đúng là cái mà em để ý là với chính cái bản thân của em á, là đúng là cái thói quen nó đang kìm hãm cái thói quen. Ờ thì bởi vì em mới nói là cái văn hóa. Bởi em mới khuyên á là em ra nước ngoài. Đó. Em mà thiệt tình á muốn phát triển cái bản thân của em á mau nhanh chóng nhất đúng không? Là em phải ra cái môi trường mà nó cấm em hỏi. Đó. Ok. Trong cái môi trường này đúng là cái môi trường nó cấm hỏi thật. Nhưng cũng mà bà con nói là qua Mỹ nó có tự do muốn nói gì nói đâu phải đâu. Đó. Ở Việt Nam cũng có gì mà cái văn hóa mình đã cấm mình nữa, không có quyền hỏi. Đó. Cái văn hóa. Bởi cũng mà em qua bên Mỹ hay qua nước ngoài đó, bây giờ đó, em không có sống trong cái văn hóa nữa, rồi xong bây giờ em tự do muốn hỏi rồi. À. Bởi cái đó không phải là luật pháp. Đó. Cái đó là gì? Cái đấy là cái văn hóa đúng không? Ừ. Nhưng mà bên nước ngoài khi mà mình đi vào ngoài đường là họ cái văn hóa họ sẽ hỏi suốt đúng không? Ở Việt Nam cũng vậy, nó chỉ cái là em không hỏi được thôi hả? Hỏi à, Việt Nam hỏi người đâu ta. Đâu ai cấm em đâu. Ừ. Cái văn hóa nó cấm mà người ta không có cấm. Đó. Đúng rồi. Em hiểu không? Đúng rồi, cái văn hóa mà từ bé đến giờ, từ bé đến lớn đến giờ nó đúng là nó cấm. Mày biết gì mày hỏi hoài vậy? Mày còn trẻ mày chỉ có hỏi hoài gì chi vậy? Còn các cụ thường hay kiểu đúng không? Đúng rồi, các cụ cũng rất hay nói thế. Thôi mày hỏi thì hỏi lắm đấy, thôi đừng có hỏi nữa đấy. Mày tự nghiên cứu đi, mày tự ấy đi, đừng có hỏi nữa. Đấy, cái câu mà từ xưa đến nay em hay nghe nhất là như thế. Ừ. Đó. Nên là... Thì đó là lý do mà anh khuyên rằng á là em qua bên nước ngoài đó để em ở 1-2 năm để cho nó. Em phải biết rằng á, em qua đây để em tập luyện á, mình hỏi. Đó. Để mình học hỏi. Còn nhiều đứa đó nó không biết đó, nó qua bên Mỹ đó bông, nó học hỏi đó qua bên Canada, qua bên Úc, qua này nọ bông, nó về y chang vậy, nó đâu khác gì đó. Đúng rồi. Khi trong mà 10 đứa mà nó ra nước ngoài nó học đó, nó về Việt Nam đó. Đó. Anh không có thấy 9 đứa đó là anh không có thấy cái dấu hiệu gì nó ra nước ngoài nó học hết trơn. À, không có cái dấu hiệu mà nó thay đổi. Không có cái dấu hiệu gì hết trơn. Là chứng minh là gì? Tại vì nó qua cái nước ngoài nó học đó, nó không có biết rằng cái văn hóa nó khác làm sao, bởi nó cũng không có học được. À. Ừ, đúng rồi. Nên em cái văn hóa của người Việt Nam mình nó ra nước ngoài rồi xong rồi ở Việt Nam nó cấm hỏi phải không, xong nó qua bên Mỹ đó phải không, xong nó cũng cấm cái bản thân nó không hỏi luôn. Ồ,
Nhưng mà khi mà như chẳng hạn như bọn em qua bên đấy á, thì nghĩa là có cái dấu hiệu nào để bọn em biết được là bên đấy là họ, cái văn hóa của họ mở, muốn hỏi gì thì hỏi. Em hỏi dấu hiệu, em hỏi cái chuyện nó rất là vô lý, tại anh đã nói em cái văn hóa nó nhiều rồi, em cần cái dấu hiệu gì? Nghĩa là mình chỉ cần ra... À, anh đã nói em rồi, em cần hỏi dấu hiệu nó là gì? Nghĩa là... Anh đã nói em là ở ngoài nước Việt Nam mình á, là cái văn hóa đó, đông bên miền Tây đó, chứ không phải là ở bên châu Á, bên miền Tây đó. Đã. Thì nó không có cái văn hóa đó. Đã. Thì anh mới nói gì xong rồi á, ý của xong em nói rằng là làm sao em thấy cái dấu hiệu là nó cho mình hỏi. Ý của em nghĩa là mình, ví dụ như em muốn học cái kỹ năng để mình hỏi đi, thì em phải tập học, hỏi à, đem sang sang đấy em tập hỏi thì người ta sẽ không có em ý phải kiến. Tập hỏi, bắt đầu hỏi rồi hả? Đã. Còn em mà không hỏi thì làm sao mà em học hỏi được. Đã. Thì cái chung quy là mình qua đấy thì cái môi trường nó không, nó cái văn hóa nó không có cấm mình hỏi, thì mình cứ hỏi thì không, để nó mình sẽ tập được cái khả năng mình hỏi. Bởi vì là anh không cái mà tụi em á chậm phát triển cái bông loại này nè, là tụi em chờ cái sự chấp nhận của thằng khác á, cho em chấp nhận á, xong tụi em mới đi làm, xong tụi em mới tập. Đã. Không, cái đó bởi anh tụi em cứ hỏi anh ngoài á, là nó có bao nhiêu lực người đàn ông mạnh mẽ, nó bao nhiêu lực tội mẹ đó, miễn sao tụi em làm được á, tụi em né được á 5 cái lực đầu tiên á là tụi em đã thành công rồi, tại tụi em đã làm giàu khủng khiếp rồi. Đã. Thấy không, tại vì tụi em nghĩ coi, như anh đã nói em nhiều lần á, là em muốn hỏi gì hỏi, anh đâu cấm em đâu, nhà thầu cũng không cấm em luôn, mà em đứng đấy em cũng không dám hỏi. Thì như em nói anh Tài, em đứng đó em nghe anh Tài nói vụ mua đá hay mua gạch rồi, em không biết gì vụ đá vụ gạch hết chân á, bởi em không biết gì, rồi xong làm sao em biết được, thì em phải hỏi mới biết. Em hỏi rồi xong nói em không dám hỏi, không muốn hỏi, không biết hỏi gì không, thì em đi theo anh làm gì? Em có thiệt tình á muốn vượt lên không? Có hả? Có, tại sao không hỏi cái chuyện em không biết, tại sao không hỏi? Cái chuyện không biết là sao không hỏi. Đúng, anh nói cái chuyện biết không biết tại sao không hỏi, cái vấn đề đây. Vậy là cái mà cái tư duy nó của em nó đang cản trở em. Đó là cái tư duy nghèo mạt. Ok, đó là cái tư duy nghèo mạt, bởi anh nói là đó là cái tư duy nghèo mạt. Okay, có thể mình làm cái video khác mình nói về cái tư duy nghèo mạt là cái gì. Okay. Bây giờ em hiểu chưa? Anh mới nói em xong nói bông ở khách sạn, ở quán cà phê, xong cái mình chạy ra công trình, sao em đứng đó em không hỏi luôn. Cái này là em thì ra em tập luyện hỏi hỏi thêm nữa. Còn đúng là cái mà khi ví dụ như là anh ở trong một văn hóa mà anh quen hỏi ấy, anh quen gặp cái gì mới hỏi ấy, thì kiểu ngay tại cái thời điểm mà anh trong một cuộc trò chuyện thì anh sẽ nghĩ ra câu hỏi, anh hỏi liền tại đấy, nó thắc mắc xong hỏi liền, mình dám hỏi cái liền. Gì anh thắc mắc là anh hỏi chứ, còn như tại sao em thắc mắc mà em không dám hỏi thì đâu ai cấm em đâu. Cái đấy là tự em đấy thôi. Cái đấy là tự cái bản thân của em. Thì đó là lý do đó bông. Như tụi em hỏi anh đó là anh Tài làm sao mà anh Tài vượt biên qua bên Mỹ. Gia đình anh Tài nghèo. Gia đình anh Tài không có ăn học, không có chức, không có quyền, không có tiền. Đúng không? Rồi xong rồi làm sao anh Tài ở trong khu Mỹ Đen, anh Tài lựa chọn lộn bạn bè. Đi chơi Mỹ Đen, đi bán ma túy, rồi xong rồi đi vô tù hết 14 năm. Của bạn anh Tài ra mà trong vòng 11 năm anh Tài làm đủ tiền để nghỉ hưu được hay gì? Đúng. Xong giờ anh Tài đang xây cái nhà mà tụi kiến trúc đồ nó nói là nó nhà lớn nhất ở Đà Nẵng. Đó. Thấy không? Tại vì á là anh không có chờ như em. Anh không biết, anh đang hỏi liền hỏi. Đúng liền. Rồi, anh không có chờ như em. Như em hết chân như mấy đứa mà đang nghe anh liền giờ nữa không? Đó. Nó chờ cho người đàn ông khác á, cho nó cái sự chấp nhận rồi đó, xong lúc đó mới hỏi. Cho đó. Phép nó rồi lúc đó mới hỏi, còn anh không chờ. Đó. Anh không có chờ. Tại anh không có thời giờ để chờ, em muốn ngồi chờ đó thì em chờ. Bây giờ em 25 tuổi em muốn chờ tới 30 tuổi cho thằng khác nó cho phép em á để hỏi đó không? Thì sẵn sàng, anh đâu có cản trở em, không có ai cản trở em bây giờ á.
Mà em thiệt tình á, muốn thoát cái hoàn cảnh nghèo đó nhanh chóng, hay là 10 năm sau, hay là 20 năm sau, hay là 30 năm sau, có tùy theo em thôi. Em thì cái bản thân em thì em muốn thoát cái hoàn cảnh nghèo nhanh chóng. Mà cái miệng của em nó nói gì, mà cái hành động của em nó đâu nói gì đâu. Thì cái tư duy của em nó đang giới hạn cho em. Cái hành động của em nó, anh không thấy cái hành động của em nó phát thành cái dấu hiệu đó. Đã. Đúng là tại vì là có một cái vấn đề mà em thấy là nó sẽ có như em để ý cái cách mà anh hỏi á, anh hỏi xong anh làm sâu được hơn nữa, làm sâu hơn nữa, làm sâu được hơn nữa. Thì anh hỏi cái gì anh không biết, anh hỏi rồi xong có mình nó nói anh nghe nó trả lời á, xong cái gì nó có vô lý cho anh nó không đó. Thì á là anh hỏi tiếp đó. Thì không như anh nói rằng đó là cái, anh biết là cái nhà của anh đó là nó có 5 tầng phải không, 2400 mét vuông gạch phải không đó. Đúng không? Đó, ok, thì 2400 mét vuông gạch, mỗi miếng gạch đó, mà rẻ tiền đó là hết 500 triệu. Thì nó có như 1 tỷ 2, 1 tỷ 6 hay gì đó, 1 tỷ mấy gì đó, phải không? Đó. Còn cái cao cấp đó vông, cái đó là gạch Ấn Độ, còn gạch đó mà châu Âu đó thì nó tới là 3 triệu mét vuông. Thì đó, nhân cho 2400 thì nó ra tới 7 tỷ 2 lận. 7 tỷ 2. Ok, thì anh nói rằng là lý do tại sao anh phải lựa chọn mà bên cái đơn vị của nó. Tại vì cái này phải 7 triệu hay là 70 triệu hay gì bông, anh nhắm mắt anh làm lại được. Con này tới 7 tỷ mấy tiền gạch đó bông, làm sao mà anh mà nhắm mắt làm lại được. Thì nó bảo rằng anh là đâu phải là người đầu tiên mà mua mà 7 tỷ gạch mà cho nhà của anh. Được. Anh nói vậy còn ai nữa? Ai ở Việt Nam này á mà mua mà 5-7 tỷ tiền gạch cho cá nhân ấy, cho nhà cá nhân của họ, cho nhà gia đình của họ. Đã. Cái nói có nhiều mà sao nói ai đâu ở Đà Nẵng này ai. Tại cái đó không phải là cái văn hóa người Việt Nam mình. Đã. Nó cái đấy là anh rất là thắc mắc. Đấy. Tại thì anh thắc mắc cái chuyện đó thì anh hỏi. Đã. Mấy thằng khùng điên nhân đó mới đi mà xài nhiều gạch nhỉ? Còn mấy người bình thường đó ai mà khùng điên mà đi mua mấy tỷ gạch làm chi vậy? Riêng cái vấn đề đấy là em thấy không có. Thì cốt mà nó nói gì thì anh sẽ đặt cái câu hỏi bông là ai? Hỏi ai? Em bán cho ai mà mấy tỷ, mà 5, 6, 7 tỷ, 10 tỷ gạch. Nó nói nó nhiều lắm. Anh nói nó bán cho dự án hay là công trình hay là chung cư hay là khách sạn hay là ngân hàng hay là tòa nhà rồi. Thì đó anh tin. Còn cái nhà ở gia đình đó, ai mà đi mua mấy tỷ gạch làm chi vậy? Nhà gia đình là đúng là... Như em người Việt Nam cũng không tin được cái vấn đề đấy được. Thì cũng mà em không tin gì tại sao em không mở miệng ra em hỏi. Đúng, tại sao em không mở miệng ra em hỏi cái vấn đề đấy. Em không biết hỏi hả? Em nói gì? Ồ. Tại vì em nói sao? Ngay tại cái lúc đấy kiểu em thấy cũng mà kiểu... anh vừa nghe cái đó nó vô lý. Đó. Thì anh hỏi rằng nhà ai mà người ta đặt tới 5-7 tỷ mà tiền gạch. Đúng rồi. Cái đúng rồi, anh thấy vô lý anh hỏi luôn cái vấn đề đó. Cái gì anh thấy thắc mắc, cái gì anh thấy anh không có tin được, anh thấy cái gì nó lạ, anh thấy gì khó hiểu được thì anh hỏi thôi. Đã. Ồ mà như bây giờ em có một cái thắc mắc, nó chỉ là tại sao mà bên kia nó 500-600 triệu mà đây nó lên đến tận 7 tỷ cái thứ. Mà tại sao em không hỏi nó cũng mà nó có đây đó, thì lúc đấy là em cái trong đầu em nó thì em không dám hỏi bông, thì em không có đủ khả năng để làm chuyện lớn. Nó tóm lại là gì? Nó dễ gì đó, cái lúc đấy cái miệng em nói gì nói bông, em không có đủ khả năng đó mà hỏi cái người ta thằng khác cái câu hỏi đơn giản gì đó. Thì em không có xứng đáng, em không có đủ sức để làm cái chuyện lớn. Em không có đủ khả năng để làm cái chuyện lớn. Em không có đủ khả năng để làm một số tiền lớn như anh. Rồi, nên là em phải tập luyện để em hỏi được. Để em sẵn sàng mở miệng ra để em hỏi được cái... Mà em không dám mở miệng là hỏi không? Em phải chờ anh đứng đó xong rồi cho em cái sự chấp nhận để cho em hỏi không? Cho phép em để em hỏi đó không? Là em không có đủ khả năng để làm cái chuyện lớn được. Em không có đủ khả năng làm cái số tiền mà anh đã làm được. Đó. Cái thực tế là nó gì đó?
Đúng rồi, anh như em để ý khi mà anh cũng nhắc đi lại mấy lần là cái vấn đề mà cái giá trị của việc mình biết hỏi, mình dám hỏi đấy, nó cũng quan trọng không kém gì cái việc mình ăn nói. Ăn nói á, dạ. Ok, ăn nói á, nó không có nên, bà con không nên nói rằng là ăn nói. Ồ. Tại vì em ăn sao em ăn nó không, nó không ảnh hưởng gì ngoài đời hết trơn á. Dạ. Có chuyện của em. Còn cái cách em nói với em, nó nên, mình nên đổi cái chữ á, ăn nói á, thành dạ. Là nói hỏi. Ồ. Hay là hỏi nói. Tại vì á, ra ngoài đời á, mình nên hỏi nhiều hơn á là mình nói. Dạ. Mình hỏi á, mình mới học được. Còn mình nói á, cái xác suất mà mình học được á bông nó thấp hơn. Rồi mình nói là mình chia sẻ, còn mình hỏi đó mình rút thông tin được. Dạ. Còn mình nói đó mình đang đưa thông tin. À đúng rồi, chính xác. Anh giải thích cái vấn đề đấy, mình hiểu. Khi mình nói là mình đang đưa thông tin thôi. Đúng rồi, như em đang nói anh là giờ em đang đưa thông tin, em đâu rút thông tin được. Dạ. Oh. Đúng rồi, chính xác. Chỉ có cách là mình hỏi đó mình mới rút thông tin của người khác được. Dạ. Oh. Nhưng mà em có một cái thắc mắc là khi mà anh đi từ Việt Nam á, mà anh qua bên anh vượt biên qua, thì cái việc tại vì em nghĩ là cái văn hóa mà mình cấm hỏi nó có từ Việt Nam đấy á, mà tại sao khi anh vượt biên kia mà anh có thể, tại vì anh mệt mỗi lần anh nghèo hết mấy chục năm rồi, anh nghèo hết 40 mấy năm trong cuộc đời của anh rồi, anh mệt, anh không muốn nghèo nữa. Đã. Nên là anh ráng ra đường hỏi làm sao để mình có thể. Ừ, thì anh chịu bỏ cái mặc cảm anh qua bên, anh chịu bỏ cái tự ái anh qua bên, anh chịu bỏ cái mà tôi của anh qua bên đó. Tại vì anh mệt, anh nghèo hết mấy chục năm rồi, anh muốn nghèo bao lâu nữa? Đó. Không lẽ anh nghèo tới ngày anh chết sao? Cái đấy anh không muốn. Vì anh đi nhảy xuống biển mẹ chết ngay cho rồi đi. Anh sống thêm được những chi nữa? Đó. Thế nên là khi mà anh sống thêm được những chi nữa? Không, anh quyết tâm là anh nghèo mặt suốt đời anh đi, thì đó là mẹ mình đầu thai lại mình thử cái kiếp khác nó có mà đã không thì anh không chịu làm gì đó không. Thì anh phải chỉnh sửa, anh phải chịu bỏ cái tôi qua bên, bỏ cái tự ái của anh qua bên, bỏ cái mặc cảm của anh qua bên, bỏ hết trơn mấy đó qua bên, bỏ cái nhạy cảm của anh qua bên. Rồi sau anh đi ra anh khám phá rằng đó là giữa anh với cái thằng khác mà nó giàu hơn anh đó, là nó chỉ biết cái kiến thức mà anh không biết thôi ạ. Dạ. Rồi xong rồi nó chịu thực hành cái kiến thức đó. Rồi xong rồi là anh không biết cái kiến thức để thực hành thôi ạ. Dạ. Thì có mà anh đi hỏi để anh học hỏi được. Rồi xong rồi anh biết cái kiến thức rồi xong ra anh thực hành thôi ạ. Dạ. Thì thế cái này là cái việc mà anh vượt qua được cái mà cái văn hóa ở Việt Nam là anh sang nước ngoài và anh học mình có thể nói là cái văn hóa Việt Nam hay là cái văn hóa gì cũng được. Mình dùng cái lý do đó cũng được. Dạ. Mình dùng cái lý do là cây nó cao quá, cái giấy tường này nó cứng quá, hay là cha mình nó không tốt với mình, hay là mẹ mình nghèo quá, hay là ông nội mình không có ăn học, hay là bà nội mình nó chết sớm quá. Mình có dùng cái lý do gì cũng được hết trơn á. Mà cái thực tế đó mình có chịu chỉnh sửa là không? Vâng, đúng. Hay là mình chờ cho cái sự chấp nhận của thằng khác á, xong lúc đó mình mới chỉnh sửa. Cái đấy mà mình chờ sự chấp nhận thằng khác thì làm sao không kịp, không đủ thời gian. Không phải, nó chỉ lâu thôi. Nó rất là lâu. Đã. Rồi anh chia sẻ cái vấn đề đấy thì em ấy được, đúng là cái như anh nói là cái khả năng nói nó chỉ là cái việc mà mình truyền tải thông tin. Đó, còn khi mình hỏi thì mình rút được cái thông tin của họ cho mình, thì cái kỹ năng hỏi mới giúp cho mình tiến bộ lên được. Đó. Ừ, con có em mà không hỏi không cách nào mà em phát triển cái mà kiến thức của em được hết trơn á. Đó. Cái giữa cái người giàu với người nghèo đó, ngoài cái tôi đó bông, sao mình quản lý cái tôi bông là nó chỉ dựa vào cái họ đang sử dụng cái kiến thức gì. Cái lý do mà anh làm cái tiền á, số tiền á nó khủng khiếp nhiều hơn em liền bây giờ đó, với hết trơn mấy đứa mà đang ngồi nghe cái video bông, là anh đang xài cái kiến thức á khác hơn tụi em. Rồi anh một á là anh biết cái kiến thức á khác hơn tụi em. Đúng. Hai á là anh chịu ra thực hành cái kiến thức đó, còn tụi em á không biết cái kiến thức đó, mà xong tụi em mấy đứa mà nó biết đi nó cũng không có thực hành hết cái kiến thức mà nó biết được. Đúng. Không thực hành thì nó không cũng như không hả, nó không tạo được kết quả thôi. Không. Rồi cái vấn đề hả? cái vấn đề hỏi là cái vấn đề mà đúng là em tự để ý là nhiều khi chính cái bản thân của em nó tự cản mình. Ừ. Thì em như em nói em muốn làm giàu hay là muốn làm người đồng mạnh mẽ đó, em có thiệt tình muốn không? Tại vì em mà thiệt tình muốn đó, em đã làm rồi. Đã. Ok.
không có người nào mà làm người đàn ông mạnh mẽ mà họ chờ cho anh ấy cho họ sự chấp nhận hết trơn. Được. Như em đi chung với anh đó, em có thấy anh chờ thằng nào cho anh phép để hỏi hay là cho anh sự chấp nhận để chỉnh sửa không? Không. Không. Ngược lại anh toàn cho người ta cái sự chấp nhận đấy. Ừ. Đúng là cái vấn đề hỏi. Nghĩa là nó sẽ nhiều khi anh, nó sẽ rơi, nhiều khi em hay bị rơi một cái vào cái trường hợp là em không biết nên là hỏi cái gì tiếp á. Thì mình chỉ hỏi cái chuyện mà nó thắc mắc cho mình. Em không biết nhiều vụ gạch đá hết trơn, sao em nghe cái thằng đó đang nói vụ gạch đá cho hết 1 tiếng đồng hồ em không thắc mắc gì chứ hả? Cái đấy là có. Chắc chắn là anh khó tin lắm á. Chắc chắn là có thắc mắc rồi. Nó nói cho hết 1 tiếng đồng hồ, không có gì em không hiểu chứ hả? Không có gì em thắc mắc hết trơn, không có gì em không hiểu hết trơn hả? Xong rồi không có cái gì á mà em nghi ngờ hết trơn hả? Không có gì mà nó nói mà nó khiến cho em hồi hộp hết trơn hả? Em mà nói không có luôn là em thật là xạo á. Xạo đấy, cái đấy là chắc chắn xạo đấy. Em thấy là cái thằng xạo á. Cái đấy nó chỉ là do em không mở mồm nên em hỏi thôi, không mở miệng. Cái đó là em thật là xạo á, em mà nói rằng á là em không biết cái lĩnh vực đó, rồi xong thằng khác nó đang nói. Mà hết 1 tiếng đồng hồ em không có cái gì mà em không hiểu, em không có cái gì mình không có cái gì nó nói ra mà em nghi ngờ hết trơn, không có cái gì mà em nó nói ra mà làm cho em hồi hộp hết trơn. Ừ. Đó. Ủa, sao mà có chuyện đấy được? Vậy em nó nói gì cả, em không có cần hỏi gì để làm rõ thêm á, để cho em hiểu thêm hả? Cái đó em mà nói gì là em xạo á. Đó. Đúng rồi, những cái mà em chưa biết thì chắc chắn em thì có 1000 câu hỏi ở trong. Đúng rồi, tại thì rồi. Cái đó chứng minh là cái tôi của em nó quá lớn đó bông. Mẹ tao biết hết, tao không cần hỏi cái gì chứ. Rồi. Nhiều khi mình cái đó rất là vô lý cho anh. Đó. Cái vấn đề về hỏi là cái vấn đề mà cái vấn đề này em cần em không có tiền nè. Đó. Em không có tiền. Em không có kinh nghiệm ở ngoài đời. Đó. Em không có kiến thức giống như bên phe của tụi anh. Đó. Em không có hiểu biết giống như bên phe của tụi anh. Đó. Em không có kinh nghiệm kiến thức gì chân. Mà tới giờ mà ngồi xuống nói chuyện với cái thằng khác á thì em không có hỏi gì hết, em không có gì để hỏi chân. Còn tụi anh á là một cái phe mà giàu nhất trên trái đất này. Tụi anh á là có nhiều kiến thức, tụi anh có nhiều kinh nghiệm, tụi anh có nhiều bạn bè, nhiều đồng minh. Mà mỗi lần gặp cái chuyện gì tụi anh không biết á, tụi anh hỏi 1000 câu hỏi. Còn em không có cặc gì chân á, mà xong cái em ngồi đó em không có gì để hỏi chân. Em biết hết rồi. Nói hay thiệt ha. Đấy là cái tôi của mình. Cái đó là cái tôi của tôi của em thôi hả? Đúng, cái đấy là cái tôi của em thôi. Mà đúng là nhiều khi ví dụ như là trong như em để ý á, có một số chuyện như kiểu là như kiểu anh chia sẻ cho em một cái kiến thức về ăn nói chẳng hạn, em nên ra ngoài đời, em nên đi giao thiệp với người ta, em nên nói cái này nói này đấy chẳng hạn, thì đúng là em để ý nếu mà em mà không ra em thực hành á thì nhiều khi em chỉ nghe lý thuyết rồi em cũng khó là em đưa ra câu hỏi được. Dạ. Cái câu hỏi nó dựa bởi vì em mới nói rằng là em phải ra nước ngoài, em mà thiệt tình á muốn phát triển cái bản thân em á. Dạ. Em phải ra cái môi trường này một thời gian để cho em á bỏ cái văn hóa, tạm ngưng cái văn hóa Việt Nam mình á. Dạ. Cho một thời gian để cho em học hỏi để phát triển cái bản thân em, xong cái em trở về đó em mới phân biệt được nó khác nhau làm sao. Dạ. Mới phân biệt được ô trong cái môi trường này á nó rất là khó cho mình á để hỏi được cái câu hỏi mình cần hỏi. Đó. Còn ở ngoài cái nước Việt Nam mình đó thì nó dễ cho nó mình hỏi ra nữa không, để cho mình phân biệt được. Đó. Đúng anh nói cái vấn đề đấy chính xác, tại vì em đang trong môi trường em không phân biệt được, em không thể nhìn được, tại vì em đang sống trực tiếp ở bên trong nó. Đó. Bởi vì là nhiều đứa nó hỏi anh đó, mà đi theo anh đó để học hỏi đó không, nó đâu hỏi được cái gì đâu. Đó. Nó không học được gì nữa. Đó. Nó không hỏi không học thì không hỏi được cái gì thì rất khó để mà học được. Mà học xong thì cũng phải có môi trường để thực hành nữa. Mấy chỉ có em biết cái đứa nào mà nó thành công nhiều nhất không? Mấy đứa mà theo dõi anh đó, rồi xong nó ra thực hành đó, rồi xong rồi nó thấy cái kết quả nó đúng hay sai đó, thì cũng mà nó hỏi anh đó để mình chỉnh sửa làm sao đó. Ừ. Thì mấy cái đứa đó nó mới thành công được. Đó. Còn mấy đứa mà nó không ra thực hành đó, không có đứa nào thành công được hết trơn. Đó.
đấy cái khó nhất là cái mà mình phải ra mình thực hành. Như như em đi theo anh á, mấy tháng này em có hỏi anh gì đâu, đâu có. Vâng. Đúng là cái đấy là cái tư duy. Rồi xong rồi em thấy anh nói chuyện với mấy người ta em cũng không hỏi gì luôn. Vâng. Cũng như không. Đúng rồi, anh chia sẻ cái vấn đề đấy nó rào sát cái thực tế của em. Nó đúng là cái tư duy mà em đang có nó cản trở cái việc em phát triển. Cái đó là cái tư duy nghèo mạt. Ok, mình sẽ ngừng cái video ngay đây, xong rồi anh sẽ nói cho em cái tư duy nghèo mạt là gì.